Bạn mình nè, hôm nay thì gỡ hàng thôi. Đây là mình mua ở cái shop Javensi ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn, mua trên Lazada. Này mình mua mặt nạ. Để các bạn nói nhiều khi mình mua shop và hàng gian, hàng đểu hay này nọ thì trước đây mình thường hay mua về rồi mình đập hộp rồi mình làm thành một cái clip luôn. Bây giờ thì mình chia ra, nói chung là để các bạn thấy được cái nguồn gốc xuất xứ. Nhiều bạn thì cũng muốn mua, cũng muốn trải nghiệm cái sản phẩm đó, thì mình sẽ chia sẻ các bạn là mấy cái shop này á, người ta có để một thời gian rồi người ta cũng nghỉ bán, hoặc là do vấn đề gì đó cá nhân thì họ sẽ mở ra cái shop khác. Nên nhiều bạn nói rằng cho mình do bạn ấy điện thoại hay là cái số shop gì đó, thì nó thật là khi mà tìm lại thì không còn shop đó tồn tại nữa. Thì cái này mình mua ở trên Lazada của shop hồi nãy mình giới thiệu rồi đó các bạn, đó là Medihus nè. Thì cái này là của Hàn Quốc nè các bạn ha, mình mua nhiều loại lắm để mình đắp thử ha, rồi mình review các bạn xem. Thì mình cái giá này á thì mình mua trong lúc sale á thì nó cũng khá là rẻ, khoảng có 10 12.000 miếng thôi à, thì quá rẻ như vậy. Nhưng mà mình cũng phải cho các bạn thấy là mình có mua sổ shop nha, chứ không phải là tự nhiên là mình lụm bao bì ở đâu ra rồi mình ngồi mình nói tùm lum ha. Rồi xin chào các bạn, cho mình thời gian thử nha, cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn, mình nè, tối rồi cho nên mình nói chuyện cũng hơi nhỏ, các bạn thông cảm ha. Thì đây là shop thường và đây là shop mall. Thì hai dạng mặt nạ của Medihurst đó, tiếng Tây tiếng U của mình cũng đọc ẹ đó các bạn. Thì nó cũng không biết như thế nào ha. Cái này mình mua của shop thường thì mình sẽ để tên shop. Mình thấy shop này bán rất rất là nhiều sản phẩm nha. Những loại mặt nạ của shop này bán mấy ngàn luôn á, cho nên mình cũng tin tưởng mà mua, tại vì mình thấy review cũng khá tốt. Cái lượng review của các bạn feedback lại của các bạn mua hàng giống như mình nè cũng khá là ok, cho nên mình cũng mua. Mình thấy mặt nạ cực kỳ rẻ, có mấy ngàn cái à. Còn cái này là mình được shop mall tặng, mình mua trên 200 ngàn thì mình được người ta tặng thêm mấy miếng mặt nạ các bạn. Thì mình muốn coi về chất lượng hai bạn mặt nạ cùng một nhãn hiệu á thì sẽ như thế nào ha, để cho các bạn thấy rằng shop thường shop mall bán vậy thì nó có chênh lệch gì hay không. Thì mình cũng không muốn tạo drama gì đó các bạn ơi, nhiều khi cái clip của mình nó có vài bạn cùng sở thích coi à, cho nên hôm nay mình cũng vô luôn ha. Thì đây là shop thường các bạn, đây em này shop thường nè. Đây là chất liệu mặt nạ của mình, đắp cũng rất là nhiều rồi nha các bạn, chứ không phải là mình không đắp nha. Đó, mình cũng đã xé đắp một đống rồi nè. Thì đây là mặt nạ Manny Hurst nè, mình thấy chất liệu mặt nạ cũng khá là ổn. Đắp thì nó cũng không có bị bí hoặc là bị mùi, nói chung là nó là nhẹ. Và mình đắp dạng mặt nạ này cũng được vài lần rồi, nói chung thì nó cũng đâu ví các bạn. Một miếng mặt nạ mà chưa giảm giá thì cũng hơn 20-30 ngàn là chuyện bình thường ha. Thì trước mình thích cái mặt nạ HA của Medihurst lắm, nó siêu mỏng luôn, nó mỏng giống như là 2 mm, 2 mm, rất là mỏng. Thì mình thích lại mặt nạ này bởi vì cái chất liệu mask của họ, cái chất liệu mặt nạ của họ rất rất là mỏng, nó nhẹ 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 mặt mà nó thấm thấm nước vô mặt, rất là mà đắp xong cái mặt nó tưng 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 luôn. Thì cái này là mặt nạ thường nè, các bạn cũng cho mình thông cảm ha, mình cũng review nhanh thôi. Đó, đây là mặt nạ thường ha, đó của shop thường ha, còn đây là shop mall có gì khác ha. Mình cũng ôi chà, tay của mình tinh chất nhiều quá các bạn, để cho mình đợi tiếp xíu nha, tại vì cái tay nó bị dính tinh chất nhiều quá các bạn, chứ mình không có mở được á, mình phải nhờ em kéo hỗ trợ. Đây là shop shop mall nha, cái này là người ta tặng. Thì mình thích mua giá rẻ cho nên nhiều khi mình mua đa số là shop thường nhiều hơn, tại vì họ sale rẻ lắm. Còn shop mall là đó, đây là chất liệu của hai miếng mặt nạ này. Thì các bạn có thấy cái gì khác không? Chứ mình thì chưa thấy gì khác nha, mình thấy cũng bình thường, cũng giống nhau quá hả. Không có gì khác hết. Cái này á là trầm trà các bạn, tea tree là trầm trà trị mụn, còn cái này là vitamin C, cho nên cái mùi nó sẽ khác nhau nha các bạn. Cái này mùi trầm trà rất là rõ nét luôn á. Thì các bạn có thấy gì không? Chứ mình thấy hai miếng mặt nạ này nó cũng xem nhau hả? Nhưng mà mình thấy cái loại trầm trà này có vẻ nó trong hơn ha. Nè, các bạn coi. Thì mình thấy hai chất liệu nó cũng na ná nhau à. Nhưng cái này có vẻ như là trong hơn ha.
Còn cái vị có vẻ nó hơi sần sần. Bên đây có vẻ hơi sần sần, còn bên đây trong hơn nè. Thì mình thấy nó cũng 1 9 1 10 à. Mình thấy không có gì khác nhau mà rõ rệt hết. Mình thấy nó cũng na ná nhau à. Có thể là mình cầm ở hai cái phương diện góc độ nó khác nên cũng biết nói làm sao nữa. Nhưng mình thấy cũng 1 9 1 10 à các bạn. Thì bên đây nó hơi nói chung là cái nào cũng là cô tông hết các bạn ơi. Mình cũng không phải là chuyên gia chất liệu mặt nạ ha, mình chỉ là đánh giá hai loại này. Các bạn thấy nó cũng 1 9 1 10 ha. Rồi, đó là mình mua shop thường. Còn đây là shop mall nè các bạn. Đó, thì các bạn có thể thấy rồi đó. Thì chất liệu nó cũng na ná nhau mà bên đây thì rẻ lắm luôn á. Còn bên đây thì nó cũng là hàng tặng nên mình cũng biết, nhưng mà đụng vô cũng 20 ngàn 30 ngàn miếng á. Thì mình thấy hai bên nó cũng na ná nhau à. Ừ, thì mình thấy đắp mình thấy ổn. Thì tùy theo các bạn. Nếu bạn nào biết hai điểm khác nhau như thế nào thì có thể comment cho mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Mình chỉ là coi shop thường với shop mall là nó khác nhau không, thì cùng một loại mặt nạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Còn mặt nạ Anonymous này rất là ok rồi, quá tuyệt vời rồi. Các bạn mà đắp á, sẽ thấy cái lượng tinh chất khá là nhiều nè. Và cái việc mà nó chuyên trị mụn hoặc là nó cấp nước rất là rõ ràng luôn. So với những mặt nạ khác là cái dòng này đó, cái dòng nào ra cái dòng đó rất là rõ rệt luôn nha. Dòng trắng da ra trắng da, rồi dòng cấp nước là cấp nước, mà dòng dưỡng ẩm mà làm trắng da lại riêng nữa nha. Rồi dòng trị mụn riêng nữa, nó rất là rõ ràng luôn. Nó không có mập mờ giống như những hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc nhưng mà giá rẻ. Thì những cái dòng đó đắp kiểu gì cũng thấy na ná giống nhau, nhưng ở đây thì tinh chất nó phân biệt rất là rõ để mà điều trị về những cái vấn đề của da nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha.